để tạo ra những file thuyết trình ấn tượng, những bài báo cáo chuyên sâu. Bạn từng mất hàng ngày, hàng giờ để tổng hợp, phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Giờ đây với Deep Research của Gemini, chỉ cần một cú nhấp chuột. Công cụ này không chỉ tìm kiếm mà còn tổng hợp chuyên sâu, vẽ sơ đồ thông tin, tạo mẫu câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tính năng này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tính năng Deep Research của Google Gemini. Và anh chị lưu ý là hãy sử dụng phiên bản là Gemini 2.0 Pro Review và chúng ta sẽ chọn là Deep Research. Hãy sẽ ra một câu lệnh là phân tích hành vi tiêu dùng của thế hệ Gen Z trong lĩnh vực thời trang 2025 tại Việt Nam và chúng ta Enter. Với cái tính năng Deep Research của Gemini, nó được huấn luyện để tối ưu hóa, để hỗ trợ các nhà khoa học, lập trình viên trong việc xử lý thông tin ở cấp độ cao. Nó có thể là đọc, hiểu, tổng hợp hàng ngàn trang nghiên cứu khoa học. Nó có thể là viết mã code tối ưu trong nhiều ngôn ngữ lập trình và đặc biệt là nó hỗ trợ tạo ra những ý tưởng nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu có sẵn. Một cái điều mà mình rất thích ở Google Gemini đó chính là chúng ta chỉ cần ra một câu lệnh rất là đơn giản thôi thì Gemini nó trả về chúng ta là cả những cái thông tin, những cái đề mục mà chúng ta cần nghiên cứu. Ví dụ như là tìm kiếm định nghĩa nhân khẩu học nè, rồi nghiên cứu các báo cáo phân tích tổng hợp, rồi nó tập trung vào lĩnh vực thời trang, rồi nó đánh giá các mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài, thì nó sẽ dựa vào những cái đề mục này để nó phân tích thông tin chuyên sâu của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là bắt đầu nghiên cứu. Các bạn đợi trong giây lát để Gemini nó trả về kết quả cho chúng ta. Nó đang phân tích hàng chục hay là thậm chí hàng trăm trang web khác nhau để tổng hợp thông tin chuyên sâu. Nếu mà chúng ta ngồi đọc, phân tích, tổng hợp hàng trăm trang web này thì nó mất thời gian khoảng vài ngày cho đến vài tuần. Nhưng với Gemini bạn chỉ mất vài phút hoặc là vài chục phút thôi. Đây thực sự là một cái tính năng tuyệt vời của Google Gemini. Nó giúp chúng ta tiết kiệm từ 80 đến 90% thời gian mà chúng ta nghiên cứu một lĩnh vực nào đó. Bạn có thấy nó hay không ạ? Nó tuyệt vời không ạ? Nếu thấy hay thì hãy cùng comment vào phần bình luận nhé. Ngoài ra thì Deep Research của Gemini nó còn có rất là nhiều cái tính năng nổi bật khác. Đầu tiên nó giống như là một cái trợ lý nghiên cứu cá nhân. Bạn có thể nhờ nó tóm tắt các tài liệu học thuật dài dòng, giải thích các khái niệm khó nhằn và thậm chí là đọc hiểu biểu đồ, bảng số liệu khoa học một cách rõ ràng. Tiếp theo là khả năng lập trình nâng cao. Gemini có thể là viết code tối ưu, sửa lỗi các ngôn ngữ ví dụ như là Python, C++. Nó còn có thể tạo ra các đoạn mã mô phỏng, thuật toán máy học, là mô hình tài chính định lượng nữa. Chỉ với một vài phút thôi thì Gemini nó trả về chúng ta là phân tích sâu hành vi tiêu dùng thời trang của thế hệ Gen Z vào năm 2025. Nó bao gồm các phần ví dụ như là tóm tắt tổng quan, rồi có chân dung thế hệ Gen Z tại Việt Nam nè, rồi đặc điểm nhân khẩu học và tính cách cốt lõi rất là đầy đủ và chi tiết, rồi bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam, rồi các yếu tố chính thúc đẩy cái hành vi mua sắm nè, rồi xu hướng phong cách và sản phẩm thời trang ưa thích nè, rồi bảng top các sản phẩm thời trang mà Gen Z dự kiến chi tiêu nhiều nhất nè. Nó dự đoán ra những cái xu hướng mới để chúng ta có thể là lựa chọn. Rồi cái hành trình mua sắm đa kênh của thời Gen Z, nó bao gồm là Shopee, TikTok hay là Lazada, thì nó dự đoán là khoảng 72% Gen Z có thói quen mua sắm trực tuyến, rồi có 31% người dùng mua sắm trên Shopee. Nó rất là chi tiết và đầy đủ. Rồi những cái nội dung như thế này mà nếu mà chúng ta là tìm hiểu nè, phân tích, so sánh, đối chiếu rồi tổng hợp nữa thì cực kỳ tốn nhiều thời gian của chúng ta. Nhưng mà với tính năng Deep Research của Gemini và chỉ với một cú lướt chuột thôi, chỉ với một vài phút chờ đợi thôi thì chúng ta đã tổng hợp những cái nội dung rất là chuyên sâu. À, với những nội dung này thì chúng ta có thể là xuất thành một cái file nội dung, cái file tài liệu, hoặc là chúng ta sao chép nội dung này, hoặc là chúng ta có thể là tạo ra những cái trang web, cái trang đồ họa thông tin, một cái bài kiểm tra hay là một cái bài phân tích tổng quan bằng âm thanh. Thì chúng ta sẽ thử là chọn là bài kiểm tra đấy chứ nhé. Gemini nó dựa vào cái file thông tin là hành vi tiêu dùng thời trang của thời Gen Z. Nó tạo chúng ta là 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan chủ đề này. Trong mỗi câu hỏi thì nó có những cái phần gợi ý để chúng ta chọn được cái đáp án đúng. Tiếp theo là nó rất là hay và rất là nhanh chóng. Thực sự thì Gemini nó làm cho mình rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên về cái khả năng của nó làm việc từ tạo phân tích nội dung chuyên sâu rồi đến nó tạo ra những câu hỏi trắc nghiệm rất là nhanh chóng chỉ với một vài cú lướt chuột thôi. Tiếp theo thì chúng ta thử tạo ra một cái đồ họa thông tin như thế nào nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào. Các anh chị có thể thấy là Gemini nó tạo chúng ta một cái biểu đồ là hành vi tiêu dùng thời trang của thế hệ Gen Z và nó bao gồm như chân dung khách hàng nè, nó biểu đồ rất là trực quan, rất là đẹp, rồi động lực mua sắm chủ yếu đến từ bạn bè nè, rồi đến từ các người nổi tiếng KOL, rồi các website thương hiệu, biểu đồ hình cột, rồi các yếu tố kinh tế và mua sắm thông minh đó, rồi cảm xúc và cá nhân hóa, rồi xu hướng thời trang nổi bật 2025 vẻ rất là đẹp và rất là hài hòa, bố cục rõ ràng, rồi các sản phẩm được săn đón nhất, rồi thời trang bền vững có số phần trăm nữa nè.
và các hành trình mua sắm đa kênh. Shopee, TikTok, Lazada khác, nội dung phân tích chuyên sâu, chi tiết rồi vẽ biểu đồ thì rất là đẹp, rõ ràng, rành mạch và có phần kết luận và triển vọng tương lai. Sự thì nhìn cái biểu đồ này mình không biết nói gì hơn nữa, nó quá thông minh đi, quá giỏi đi, rồi nó làm được những thứ mà mình đôi khi mình làm mà không được nữa. Các anh chị thử tạo ra những cái biểu đồ như thế này xem có được hay không. Rồi nếu tạo được thì chúng ta mất bao nhiêu thời gian, thì chỉ với một cú nhấp chuột thôi, nó tạo chúng ta một cái biểu đồ rõ ràng, rành mạch, chi tiết và rất là đẹp. Thực sự thì mình rất là phục nó, một cái trí tuệ thông minh nhân tạo nó phát triển quá nhanh đi, tới nỗi mà mình không thể ngờ tới được, quá giỏi đi. Vừa rồi thì Hữu vừa giới thiệu với anh chị các tính năng rất là đặc sắc của Deep Research Gemini. Nó có thể giúp các anh chị là tóm tắt hàng trăm trang tài liệu chỉ trong vài phút, rồi nó giải thích biểu đồ, những số liệu phức tạp một cách rất là dễ hiểu. Không dừng lại ở đó, Gemini có khả năng là tạo ra những cái biểu đồ, câu hỏi rất nhanh và thuận tiện. Dù bạn là ai, là một nhà nghiên cứu, là một sinh viên hay là một người làm việc bình thường thì cũng cần Gemini để giải quyết công việc hàng ngày của mình. Và anh chị có nhu cầu sử dụng giấy phép Gemini thì liên hệ với mật mã ngay nhé. Và hẹn gặp lại anh chị trong những video sau.